Mai vàng núi bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 14 tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Và hôm nay cái tiêu đề của tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là ngày 14 tháng 7 bón phân vô cơ là 16-16-8 cho cây mai nuôi chậu trong chu kỳ 2. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì hiện nay thì tôi nói các bạn là gì? Cây mai của tôi thì tôi dùng chỉ có hai cái loại phân mà thôi. Và tôi đã chia sẻ rồi thì có những bạn là hỏi nó trùng ý. Thì hôm nay tôi nói các bạn luôn nè. Một cử là hữu cơ và một cử là 16-8 xuyên suốt tới tháng 10 âm lịch. Mình sẽ tăng cái hàm lượng kali lên, cũng NPK hàm lượng kali để cho cái lá nó già mau, đúng không? Và nó đứng đọt thêm một chút xíu nữa để nó nuôi cái nút cái gạo cho nó cứng cát cái bông trong cái ngày Tết. Thì tới đó mình sẽ tính sau. Thì bây giờ hiện nay tôi chỉ dùng hai loại mà thôi, hữu cơ và một lượng vô cơ là 16-16-8. Thì hôm trước cái đợt rồi là cái ngày 29, tôi có ghi từng ngày luôn nha các bạn. Ngày 29 tháng 6 thì tôi đưa cái hàm lượng là hữu cơ, tức là phân gà nén, nếu các bạn có bánh dầu hay là cái đạm phân cá cũng được. Và cái đợt này là 14, tức là qua cái chu kỳ 15 ngày rải một lần. Đó là cái gì các bạn cũng hỏi là bao lâu nữa đó, thì tôi các bạn nghe thì cho kỹ để nó trùng lắp cái lời bình luận nha. Cái câu hỏi và tôi sẽ trả lời luôn vậy. 15 ngày và hai loại này mà thôi. Nói về phân không còn cái loại nào khác nữa hết. Thì trước khi vào tiêu đề này thì bây giờ tôi nói các bạn. Rồi mình sẽ phân tích. Những bạn hỏi là phân này, phân kia, phân nọ. Rồi có những bạn nói bây giờ cái đọt này nó dài quá, dùng đáp để khống chế được hay không. Thì tới đó mình tính sau. Ta cái sau cái phần rải phân. Thao tác như bình thường tôi sẽ chia sẻ. Thì bây giờ tôi nói các bạn, hiện nay tôi chú trọng nhất là cái gì các bạn? Cây đọt. Tôi không cần biết cái cây thì bây giờ tôi nói các bạn từ trung bình đổ lên mà nó có cái bộ lá như vậy. Và nó có, hiện nay tôi chú trọng vào cái đọt. Thì qua cái vừa rồi tôi và các bạn đã ngày 29 tháng 7 tháng 6 là đưa cái hàm lượng hữu cơ, thì các bạn nhìn cái đọt nó phát triển như thế nào thì tôi rất là vừa hài lòng. Đây các bạn thấy cái đọt nó phát triển này. Bây giờ tôi chỉ nhìn cái đọt thôi thì tôi biết cây mai này nó sẽ tạo mầm bông rất là đơn giản. Các bạn đối với nhãn bạn nuôi mai nhà ha, các bạn chú ý cái đọt này phải có, đúng không? Đây thì tôi nói các bạn ra thì như vậy là sao các bạn, rất là ổn định. Theo tôi thì bây giờ cái cá nhân tôi ha, thì những cây mai mà tôi làm thực tế thì hiện nay cái bộ đọt nó ra tôi rất là vừa ý. Như vậy thì gì, mình rải đã đúng cái hàm lượng phân, nó không kéo quá mà nó không đứng đọt. Đây thì như vậy thì mình cứ giữ vậy đó các bạn. Bây giờ tôi giữ cái dàn đọt thôi, chả cần cái quan tâm có nút hay không. Mình nói là nói hời vậy thôi, chứ cái nút mà tại sao không quan tâm là cái gì. Ý tôi nói là nếu cái đọt nó ra vậy, đây các bạn thấy nè, vào cái tháng này chưa đâu các bạn ơi, không có nhầm gì đâu. Nếu nó ra vậy thì tôi biết là chắc chắn Tết nay tôi sẽ có bông trời. Đó là cái phần quan tâm của tôi hiện nay. Đối với các bạn nuôi mai nhà, cứ nhìn cái dàn đọt này là cái lòng trong thì xanh vừa phải thôi. Cái dàn đọt này nó phát triển từ từ. Đây nó đâm kệ nó các bạn, mùa mưa mà, chưa sao đâu, chưa có gì hết. Thì nếu tôi nói lần nữa nó ra đọt dài quá thì nó không tạo nút tạo gạo. Nếu nó ra như vậy thì chắc chắn là nó sẽ tạo nút tạo gạo. Thì bây giờ tới cái phần rải thì mình khẳng định là gì các bạn, cây mai mình nuôi chậu nó phóng đọt là gì, do cái lượng phân mà thôi. Thì bây giờ mình theo cái cách làm của tôi là giữ cái hàm lượng hữu cơ là hồi
đối với cái hoành từ 25 tới 30 đây ha, thì giữ nguyên cái hàm lượng hữu cơ, giảm bớt cái hàm lượng vô cơ. Năm nay tôi có thay đổi là nó sẽ, cái đọt nó sẽ ra từ từ. Cái đọt nó ra hay không là quyết định là do cái thằng này, cái thằng vô cơ. Dù các bạn rải 16, 16, 8, 20, 20, 15 hay là đáp cũng vậy, mà mình đưa cái hàm lượng này vô, nó ăn là nó ăn ngọt lắm, thì nó sẽ, cái đọt mình nó kéo ra. Rồi thôi bây giờ mình rải đi rồi tôi sẽ phân tích sau. Thì vừa rồi tôi rải là gì các bạn? À, tôi theo cái tôi ha, tôi rải hữu cơ, tức là phân gà nén. Một nắm vậy nè, các bạn có hỏi liều lượng các bạn xem sao á, rồi các bạn hỏi ha, tôi cũng không phải phiền, nhưng mà các bạn xem hỏi là liều lượng bao nhiêu. Thì tôi nói nè, cái tay vậy nè, một nắm nè, thấy không, cái nắm nè, cái nắm dày khác, cái nắm dày khác nè. Từ hoành 25 tới 30, tôi rải là một nắm dày. À, là vừa rồi tôi rải, bây giờ tôi rải nè, tôi rải cái phần vô cơ. Thì cái năm trước á, tôi rải một muỗng các bạn, một muỗng ăn canh thì nó cỡ này nè. Cái tay tôi nắm nè, tôi khỏi lấy cái muỗng ha. Một muỗng ăn canh là tôi xuyên suốt, nhưng năm nay tôi có thấy rằng rải như vậy thì nó còn kéo, hơi kéo đọt. Bây giờ tôi giảm lại là phân nửa một cái muỗng ăn canh thôi. Muỗng ăn canh mình đó các bạn, phân nửa muỗng ăn canh. Ha, thì bây giờ tôi rải nè, đây nè. Nè các bạn thấy không? Cái này là nửa nè. Còn cái này là ăn muỗng nè. Có cắt nè, một muỗng nè. Mình đổ các bạn, còn bạn không biết thì lấy cái muỗng. Có các bạn tôi nói một muỗng tôi nắm dày, các bạn rải guốc nắm dày. Thì nó kéo đọt, các bạn nói tôi rải, kêu rải một nắm. Một nắm của tôi các bạn xem nè. Đây nè, bình thường nè, đây nè, một nắm nè, đây là cái muỗng nè. Thì bây giờ tôi rải phân nửa thôi. Đối với cây 25 tới hoành 30 thì và mình sẽ để cái đọt. Thì bây giờ tôi nói các bạn theo cách làm tôi ha. Phân nửa thôi các bạn, phân nửa muỗng ăn canh cho hoành 25 tới 30. Giữ cái hàm lượng là gì? Vô cơ. Xin lỗi, hữu cơ là không thay đổi, nhưng năm nay tôi sẽ giảm bớt luôn cái phần này. Đây có miếng nè. Phân nửa muỗng à. Cho cái hoành 25 tới 30 bạn rải đi. Ha, rồi tôi sẽ rải đi rồi tôi sẽ chia sẻ các bạn. Đây. Nè các bạn thấy không, con miếng này nha. À, đừng có để cái nắm tay là cái nắm kia là không được. Có các bạn lại nói là một nắm tay, một nắm mà các bạn hút dày nè. Thì nó giọt lá các bạn ơi. Rồi. Tôi rải cái này nữa. Nè, thấy không? Nè, đâu có gì đâu. Nửa muỗng ăn canh. Rồi, thôi. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè. À, cho tôi sử dụng cái để cái nước. Thì tôi nói các bạn nè, cái nước thì đây là cái thao tác bình thường thôi. Thì các bạn nên nhớ rằng cái mùa mưa. Nhưng mà các bạn nên nhớ là cái cây của mình nó bịt kín vậy. Thì mình phải biết từng cái chậu mai của mình. Đừng để thiếu nước. Và khi rải xong, các bạn cứ tưới cho tôi đi. Nó tan bao nhiêu nó tan ha. À, không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Rồi. Tưới ngập luôn. À, tôi mỗi lần tưới là tôi tưới ngập đó. Thì bữa nay trời mưa, hồi tối trời mưa nên tôi không có tưới. À, thì tùy các bạn, không phải là mình tưới vô tội dạ, nhưng mà coi chừng thiếu. Thì thôi ha, tôi tưới là cái hình thức thôi ha. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè. Và một lần nữa tôi nói các bạn là để ý cái đọt. Ra chậm, và tôi nghĩ rằng nếu các bạn làm theo tôi với cái chế độ này, cây mai này cái đọt nó không bao giờ phóng. Đối với cây mai từ trung bình đổ lên. Rồi, bây giờ tôi nói các bạn nè. Có các bạn hỏi bây giờ á, cây mai bây giờ lý do tại sao mà hiện nay là cái lá lồng á nó vàng và nó rụng. Thì tôi nói các bạn là nước. Theo tôi ha, coi chừng nước nha các bạn. Đa số là do nước. Và các bạn nói rằng
Con tưới đầy đủ là tưới đầy đủ sau này. Tức là trước đó các bạn đã bỏ người ta một thời gian. Bỏ là thí dụ như các bạn tưới không đủ nước. Ha, mà các bạn nghĩ đi, trời mưa. Rồi sau này nghe tôi kêu nói tưới, các bạn tưới đủ nhưng cái lá đã già rồi thì nó rụng. Nhưng quan trọng là cái gì? Cái đọt này nó có ra hay không? Nếu nó ra thì mình vẫn có cái bông chơi. Rồi, cái thứ hai nữa là gì? Tôi cũng thắc mắc ha, có các bạn hỏi. Tôi chia sẻ, xin lỗi nè, có một cái bạn nói là bây giờ cái đọt này nó kéo ra dài quá. Nè các bạn thấy nè, của tôi nè. Nè. Đâu có dài các bạn. Thì bây giờ dùng đáp để mình khống chế được hay không? Tôi trả lời các bạn quả quyết là không. Tại vì nó không đủ để cho cái đọt, cái đọt nó đang kéo dài, tức là nó giãn mắt các bạn. Các bạn bỏ đáp là bỏ bao nhiêu? Bỏ càng nhiều thì nó càng giọt. Các bạn không tin các bạn cứ thử đi. Tôi đồng ý các bạn là nó phân quá mầm qua, nhưng cái thời điểm này cái lân nó chưa đủ mạnh để phân quá mầm qua, do trời còn mưa. Đây là cái cá nhân của tôi thôi, tôi chia sẻ các bạn. Và các bạn làm sao cắt một cử phân này cho tôi. Một cử phân tức là mình kéo nó tháng rồi, tự nhiên cái đọt các bạn sẽ đứng lại, rồi mình sẽ bỏ điều chỉnh theo chế độ. Đó là tôi chia sẻ các bạn về cái phần. Và tôi thắc mắc là gì, có các bạn hỏi rằng phân quá mầm để tạo mầm bông thì bây giờ lấy 20-20-15 trộn với đáp, hỏi tôi chứ rải được không? Mình vừa nói mình vừa xem nha các bạn. Đây là những cái đầu đọt tôi nó phúng ra này. Ha, vừa rồi cây mai này các bạn coi clip bữa hổm là nó nằm trong ha. Thì nay nó ra. Và các bạn hỏi rằng bây giờ đưa trộn với cái đáp với 20-15 hoặc cái đáp với 16-16-8 để rải được hay không? Thì mình làm chi cho nó cực vậy các bạn? Và các bạn trộn vậy để làm cái gì? Quan trọng là thôi giờ các bạn cứ đánh bình luận mình trộn để làm cái gì, hoặc là anh em nào chỉ thì hỏi tác dụng làm cái gì. Tôi thấy cái đó nó không hợp lý. Là tại sao? Bây giờ tôi nói lại nè, bây giờ tôi phân tích lại NPK mình hiểu rất là nông dân đi. Bây giờ cái N tức là đạm các bạn là gì? Nó nuôi nó làm cho cái đọt, tức là những cái khi mình mới phục hồi á, thì cái đạm á, thì các bạn đã biết rồi, mình cũng không phải là kỹ sư nông nghiệp. Nó bồi dưỡng cho cây, tức là nó làm cho cái cây nó phát triển phần đọt và nó xanh cái phần lá. Mình hiểu đơn giản ha. Còn lân là cái gì? Nó tạo rễ các bạn ơi, tạo rễ và nó làm cho cái lá xanh dày. Mình hiểu đơn giản thôi, đừng có hiểu máy móc quá. Và kali là gì? Nó làm cho cái phần lá nó mau già và nó cứng, cành nhánh này kia nó cứng như nó bổ sung cho cái xương vậy đi, mình dốt vậy đi ha. Và nó vào những cái năm cận, cái mùa mà gần Tết, mình đưa nó vô để gì? Nó nuôi cái bông cho chắc khỏe, dai. Và cái bông nở, cái màu vàng rất là đẹp. Còn cây ăn trái thì đưa nó vô nó ngọt cây. Tôi chỉ biết vậy thôi. Rồi bây giờ trở lại cái câu hỏi các bạn này để mình kết thúc nè. Các bạn mới lấy 20-15 hoa với đáp, đáp là gì? 18-46 không? Làm chi cho cực vậy? Nhưng mà là gì? Các bạn vô tình các bạn tăng cái hàm lượng cái hàm lượng đạm lên. Cái kia 20-20-15 tức là 20 cái đạm. Rồi cái này các bạn đưa vô là 18 cộng với 20 là 38 đạm. Ủa sao kỳ vậy? Rồi cái lân người ta 46 lân rồi, các bạn đưa là gì? 46 lân, cái kia là gì? 20-20 46 cộng với 20 là ra 66 lân. Bởi vì nó không có kali, cái hàm lượng đáp, đúng không? Để làm cái gì? Và như vậy thì cái lượng nó bao nhiêu? Ủa tôi không hiểu cái đó. Thật sự tôi không hiểu. Thì các bạn nào cứ chia sẻ. Đã người ta đã cho cái hàm lượng đã riêng lẻ rồi, 16-16-8 nè,
rồi đáp thì 18-46 không nè, không có kali nè, rồi 20-15 nè, 20-15 nè, 12-12-17 thì mình sử dụng cái phân đơn đi đã, mình không biết cái tác dụng của phân. Tự nhiên mình pha hai cái loại đó vô thì để nó làm cái gì các bạn? Nó tăng cái hàm lượng đạm nè, thấy chết chưa? Tăng cái hàm lượng lân nè, nhất là cái hàm lượng đạm. Hai cái nó cộng lợi là gì? 10, 20, 18 là 38 lân đạm. Các bạn nếu bỏ là và cái hàm lượng mình phải định nó là bao nhiêu. Rồi làm chi cho cực vậy? Nếu các bạn đưa nhiều quá, tôi bảo đảm các bạn lá nó sẽ đỏ, sẽ búng liền. Thì thôi bây giờ cái đó tùy các bạn, tôi thấy không hợp lý. Và tôi nói các bạn cứ rải phân đơn 16, 16, 8 cũng được, 20, 20, 15 cũng được. Và mình tôi bỏ 16, 8 phân nửa muỗng ăn canh với hoành 25-30. Đúng không các bạn? Đó là cái cách làm của tôi. Nếu các bạn thấy đồng tình thì các bạn cứ làm theo ha, làm thử một vài cây đi. Rồi 20-15 cũng bỏ y vậy luôn. Nếu các bạn không có 16-8. Rồi. Và tôi nói các bạn là hiện nay gì? Quan trọng là gì? Cái đọt của cái cây này thôi. Đây. Nè, cái này tôi cắt nè. Nè. Bạn thấy tôi cắt không? Thì nó ra cái đọt. Cứ cái đọt ngắn như vậy cho tôi. Và hiện nay sau khi tôi rải phân rồi, tôi để ý cái đọt. Nếu nó ra như vậy tôi bảo đảm là cây mai tới này có bông. Đúng không? Và một lần nữa tôi nhắc lại các bạn, nếu cây mai mà nó cái đọt cái mắt này nó giãn quá, nó nhiều quá, các bạn nên ngưng một cái lượng phân 16, 16, 8 này đi. Tức là ngưng cái lượng phân vô cơ. Và các bạn có cái gì các bạn bỏ cái nấy. Thì bỏ một cử thì cái lá nó đứng lại là mình điều chỉnh. Điều chỉnh cái dàn đọt đợi để Tết nay mình bỏ một số bông mình chơi. Và đó là cái tiêu đề ngày hôm nay. Nó không mới nha các bạn. Nó không mới. Tại vì cái này là cứ tới cử phân là tôi chia sẻ. Tới cử phân là tôi chia sẻ thôi. Thì gửi đến tất cả các bạn để tôi và các bạn cùng đồng hành với những cái số cây này mà tôi chia sẻ từ đầu năm tới bây giờ. Con số cây này thôi. Để Tết nay mình xem coi cái bông nó đạt như thế nào. Nếu nó có trở ngại thì tôi và các bạn cùng điều chỉnh. Đó là cái tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.